Đến rạng sáng ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An cùng với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang truy bắt đối tượng liên quan đến cái chết của một người phụ nữ. Trước đó, vào tối ngày 17 tháng 4, người dân phát hiện một người phụ nữ quỳ gối, gục đầu trên đường số 9 trong khu công nghiệp Sóng Thần, thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Bên cạnh còn có một chiếc xe máy bị ngã. Khi lại kiểm tra thì phát hiện người này dính đầy máu nên trình báo với cơ quan chức năng. Công an sau đó có mặt kiểm tra thì xác định nạn nhân đã chết. Trên người có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Phạm Ngọc L, tên viết tắt, 52 tuổi, hộ khẩu thường trú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, làm công nhân. Nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt hung thủ. Theo gia đình, bà L đã ly hôn và hiện đang sống cùng con trai. Chiều tối cùng ngày, bà L chạy xe đi đến điểm hẹn để gặp một người đàn ông. Sau đó thì xảy ra vụ việc.